Lòng mẹ, mặc tiếng nói của anh, giấc mơ của anh chạy vào tai tôi lộn xộn. Mắt tôi đang mãi ngắm nhìn cái in xe, chiếc xe đạp của anh bằng 5 que gỗ loại 3 phân vuông, dài 1 mét. Anh khéo đóng 3 miếng dọc, 2 miếng ngang, trông như cái phên. Anh lựa buộc chặt vào trên cái in xe, anh có thể chở đi lủng lẳng và chồng lên hơn 20 bình nhựa sữa tươi. Mới đầu tôi không nhận ra được anh, tưởng một người đang đạp chiếc xe lôi thồ. Tôi chợt nhớ đến chuyện CIA gần 2 tháng trước. Tôi hỏi nhỏ anh còn gặp tên Xích Lô ngày ấy không? Anh Bưởi lắc đầu cũng khe khẽ nói, nghe Bình nói như vậy tôi sợ quá, có mấy lần gặp tên đó nhưng tôi cố tránh. Sờ tay vào túi thấy gói thuốc nhức đầu của mẹ, tôi từ giã anh Bưởi hẹn gặp lại sau. Mỗi người một cảnh đời, đều phải tất bật lo toan. Về tới nhà thấy yên ắng, thầy mẹ tôi đều ở trong mùng. Tôi vén màn nhìn mẹ tôi đang ôm đầu rên rỉ. Mẹ không muốn sống nữa con ơi. Lòng tôi càng muốn đứt ra từng khúc, nước mắt đã làm mờ hình dáng tiều tụy của mẹ tôi. Tôi chạy xuống bếp mở vung nồi cơm thầy tôi nấu khi nãy. Nồi cơm vẫn còn nguyên nhưng nhão như bánh đúc. Có lẽ thầy tôi đổ nước hơi nhiều nên nát quá. Nhìn vào trong chạn chỉ có cái thố cà ghém muối của cô Thu đưa sang 2 ngày trước chưa ăn hết. Trong chạn không còn mắm muối gì. Tôi dọn cơm vội vàng cho thầy mẹ tôi. Chính tôi sáng sớm chỉ có một củ khoai lang luộc để đi làm. Tôi mang bát đũa của thầy mẹ nồi cơm lên nhà, sắp xếp sẵn trên chiếc bàn con như mọi khi. Tôi tranh thủ xúc vội một bát cơm với 3 quả cà xuống bếp, ăn lẹ để còn kịp đi làm chiều. Tôi mở từng mùng, thầy mẹ tôi vẫn nằm yên. Tôi khẽ khóa cửa rồi phóng xe ra phường, làm bổn phận một người mất quyền công dân với tổ mảnh trúc. Tay tôi nhịp nhàng từ từ đưa từng cây trúc vào chiếc máy cưa con. Nhìn những đoạn trúc đều nhau, bắn rơi xuống chiếc rổ, tôi chợt nhớ đến một ước mơ những ngày tôi còn ở Xà Lim Hỏa Lò. Tâm lý của con người, có nhiều khi chính mình đôi khi cũng không hiểu bản thân mình. Ngày ấy biết bao nhiêu lần đêm ngày nhớ thương về người mẹ, như đói thèm ăn, khát thèm uống. Tôi đã hình dung suy đoán cái thịt ở rốn của mình là cái thịt cắt với cuống nhau của mẹ, để phần nào coi như là đã được sờ thấy, cầm tận tay của mẹ. Nên tôi đã sờ rốn của tôi nhiều lần. Bất kể ngày đêm, mỗi khi tôi nhớ tới mẹ tôi, một ước mơ khi ấy như một đặc ân của trời, của Chúa mà tôi không thể có, là được gục mặt vào đôi tay của mẹ mình. Rồi có từ giã quãi đời, lòng tôi vẫn thỏa mãn với cuộc đời. Thế mà từ ngày về được gặp cha mẹ, chưa bao giờ tôi thực hiện. Dù cũng đã có lần gục vào vai, vào tay mẹ, nhưng chưa lần nào có ý niệm là tôi đang thực hiện được giấc mơ ngày ấy ở trong tù. Tôi vẫn chưa thấy đầy đủ giá trị những điều tôi đang có. Dứt khoát chiều nay đi làm về, tôi sẽ thực hiện được cái ước mơ cao quý đó. Chỉ mới có ý định chủ trương, còn hơn 2 giờ nữa mới đến giờ về. Mà tôi nhìn mọi người trong tổ mảnh trúc hôm nay, ai cũng dễ thương, ai cũng như có một nguồn sinh lực mới của cuộc đời. Tôi lững thững đạp xe về nhà. Ngay từ xa nhìn ngôi nhà, tôi cũng cảm thấy hôm nay tôi thương yêu ngôi nhà hơn. Mở cửa, thầy tôi đang lom khom chuẩn bị hút điếu thuốc lào. Cũng như mọi khi tôi vừa dựng chiếc xe đạp vừa lễ phép. Thưa thầy con về, thầy lại hút thuốc. Thầy có nhớ đây là điếu thứ mấy trong ngày hôm nay không ạ? Thầy tôi quay lại nhìn tôi như có vẻ lạ lùng, rồi người thủng thẳng. Điếu thứ 2 rồi. Thấy thầy tôi có vẻ tỉnh táo, tôi hỏi luôn thầy ơi, có bao giờ thầy nghĩ đến bỏ thuốc không hay là không hút nữa không? Thầy tôi đã bắt đầu rít thuốc. Tôi vẫn thấy thầy tôi vẫn duy trì một ngày hút 3 điếu. Chỉ có thuốc lào là người không lẫn lộn. Tôi vào trong định vào chào mẹ tôi, lại nghe tiếng lách cách bát đĩa ở ngoài chiếc sân con nhà bếp. Mẹ tôi đang mò mẫm rửa chén bát. Tôi đã định chào người như mọi khi đi làm về, nhưng hôm nay tôi muốn đứng yên để ngắm nhìn người rửa chén đũa. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế con, chiếc ghế tôi đóng tạm bợ khi tôi mới về cho mẹ tôi. Người đang sát xà bông từng cái bát, cái thìa, đôi đũa, tuy chậm, nhưng người làm rất kỹ. Từng những động tác nhỏ nhặt, hộp xà bông, miếng rẻ, vòi nước, cái rổ con úp bát, cho đến cái thau con, tuy chỉ có 3-4 cái bát, mấy cái thìa, mấy đôi đũa, người lại chỉ sờ soạng và suy đoán. Bất cứ vật gì trong nhà phải để đúng chỗ cũ. Đã từ hơn 10 năm nay, các cô Xuân, cô Thu, 2 người con gái, cứ thay nhau 1 tuần đến tắm cho mẹ tôi 1 lần. Hút thuốc xong, thầy tôi đã vào mùng đi nằm. Tôi kiên nhẫn chờ cho mẹ tôi rửa
Vừa xong chiếc thìa cuối cùng, mẹ tôi một tay sờ chiếc rổ, một tay cầm chiếc thìa từ từ đặt vào rổ. Tôi không thể kìm hãm được nữa. Tôi đã bước đến nhẹ ôm lấy mẹ, mẹ tôi tươi hẳn mặt, ngẩng quay lại như muốn nhìn tôi, nhưng đôi mắt của người đã hoắm sâu làm sao nhìn thấy đứa con trai của người bây giờ ra sao. Tôi kéo tay người vào vòi nước rửa từng kẽ ngón tay. Đôi tay này ngày xưa đã bao lần tắm rửa cho tôi, đã bế ấm ôm tôi bao nhiêu ngày đêm, thậm chí kích đái mủ máu hôi thối cũng do bàn tay này, đã rửa ráy săn sóc cho tôi, mẹ ơi. Tôi đã dẫn mẹ tôi vào trong giường của người. Tôi ra dọn dẹp hết những phần việc còn lại. Liếc nhìn chiếc chạn, thố cà muối vơi đi một nửa, như vậy các người chỉ ăn cà với cơm nhão. Nhớ kỳ này cô Thu đã không kịp mua cho họ lọ mắm tôm như mọi khi. Mắm tôm chưng là món dễ ăn nhất, nhưng tôi chợt nghĩ cô Thu cũng đang quằn quại với mấy đứa con nhỏ, chồng còn nằm trong Chí Hòa. Những cảnh sống trong xã hội dưới chế độ này chẳng nên ai trách buồn ai. Mẹ tôi đang dò dẫm ra bàn uống nước, tôi đưa người trở lại giường để người ngồi. Mẹ tôi đang định tụt dép để cho cả hai chân lên giường, không thể chờ được nữa. Tôi định tối nay sau khi ăn cơm tối xong, tôi sẽ biến hóa giấc mơ ngày ấy ở trong tù thành hiện thực. Tôi đã tiến đến cầm đôi tay cao quý của mẹ tôi, lật ngửa, để trên hai đầu gối của người. Tôi nhẹ quỳ xuống nền rồi gục đầu, mũi tôi hà hít mãi cái hơi thương nhớ ngọt ngào ruột thịt. Bàn tay mớm cơm, đút cháo nâng niu, ẵm bế tôi ngay khi tôi mới lọt lòng ra chào đời. Tôi đang được hưởng ân sủng của người, tôi đang sướng vui, nhưng sao nước mắt của tôi lại trào ra làm ướt cả tay. Để rồi mẹ tôi đã rút một tay ra, xoa đầu của tôi lo lắng hỏi, làm sao mà con khóc? Trái tim của tôi đang bị rúm gió vặn vò do những cái vòi của con hồng tuộc. Từ ngàn xưa biển cả có giống bạch tuộc, hay gọi là quỷ trắng. Nó có hàng trăm cái vòi chuyên hút máu loài hải sản thế kỷ 20. Thế giới mới sản xuất ra một giống hồng tuộc quỷ đỏ. Nó ác độc và thâm hiểm gấp nghìn lần hơn bạch tuộc. Giống hồng tuộc có hàng triệu cái vòi vô hình để chuyên hút máu người dân. Mẹ tôi làm sao nhìn được trái tim đang rỉ máu của tôi nên người cười. Ôi nụ cười độc nhất từ ngày tôi gặp lại người. Tiếc rằng mắt mẹ tôi đã lòa. Với nụ cười ấy, nếu mắt người còn hẳn sẽ long lanh như những hạt kim cương. Môi người vẫn còn cười như hoa nở mùa xuân. Người nói thong thả, nghe mẹ đây, con hãy lấy vợ đi. Một câu nói làm thay đổi cuộc đời của tôi, bất chợt làm cho tôi bàng hoàng. Nhưng để làm vui lòng mẹ, không còn nhìn được tôi đã nói như khẳng định, con sẽ làm theo lời của mẹ. 7 giờ tối tôi mang cả lá đơn theo để trình diện công an khu vực. Cô công an Ngọc Anh sau khi ký vào sổ trình diện hàng ngày của tôi, cô nhắc tôi thứ bảy này nhớ đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tôi rút lá đơn xin đi tù nhờ cô thông qua, rồi ký vào. Cô đọc xong quay lại, mở to mắt nhìn tôi. Cô nhìn tôi như một người cô chưa hề gặp lần nào. Cô không hỏi han gì cả, cô ký vào, rồi đưa lại cho tôi. Thái độ của cô hôm qua cũng bần thần khác thường. Sáng hôm sau, trước khi vào tổ mảnh trúc, tôi đưa lá đơn vào phường. Tên Trung úy Mậu, mặt vênh vênh, chuẩn bị ra oai. Y tưởng tôi đưa nộp tờ kiểm điểm. Y cắm cúi đọc. Tôi có cảm tưởng cái khí thế dương oai khi nãy như đang xì dần ra phía trước hậu môn của y. Y ngẩng lên nhìn tôi, mắt y thu nhỏ lại như con cua rốc bất chợt gặp con ếch cồ. Y lại cúi xuống đọc lần nữa. Y nhìn tôi như không tin chính là tôi. Y nói dịu dàng như nói với người anh hay người bạn của y. Sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng thế? Anh không nên giận ông bà cụ. Ông bà cụ già rồi sẽ chết. Trong bụng của tôi đang nghĩ, tôi kính yêu thầy mẹ của tôi như trời biển đấy chứ. Tôi chỉ thù ghét con hồng tuộc mà thôi. Tuy vậy, tôi vẫn nghiêm mặt nói rành mạch. Tôi nhờ ông ký rồi chuyển lên theo hệ thống cơ quan tôi đã ghi. Hôm nay, sao y lại có vẻ ân cần lịch sự như thế? Khi tôi cúi đầu chào y để sang tổ mảnh trúc, y còn đứng dậy đi ra theo đến cửa, cứ như đưa tiễn một người bạn đến nhà y chơi. Sáng thứ bảy, lao động xã hội chủ nghĩa, cũng như mọi khi, cả năm người chúng tôi phải quét dọn chung quanh chợ khu Nam Hòa và cả mấy con đường ngang cái cổng trước chợ. Ngoài những đống rác rưởi hôi thối, lại có mấy cái cuộn băng vệ sinh của phụ nữ còn bê bết máu đỏ lòm, ruồi nhạc bâu đầy. Có một tổ băng quấn vướng chặt vào mấy song sắt của lỗ cống, máu trên tổ băng đã thẫm đen. Không một anh nào chịu cho tay vào kéo tổ băng ra,
Ai cũng rụt cổ lắc đầu trước những con mắt của bà con đi chợ. Các anh đều chung ý kiến thả bốc đất cát hay khuân vác nặng nhọc, các anh không nề hà những cái này, đều dưa cho nhau. Đã mấy anh dùng cào que gậy chọc nhưng cái băng cứ dính chặt. Cô Ả Ngọc Anh đã thấy rõ từ đầu, dù Ả đứng từ xa hàng chục mét. Tôi liên tưởng đến giai đoạn tôi ở Xà Lim án chém hỏa lò. Để chống mũi của cả khu 14 buồng Xà Lim bâu vào cắn tôi, các buồng khác ai cũng có thân nhân nên có màn cá nhân. Tôi từ Sài Gòn ra đất nước chia đôi nên chả có gia đình thân nhân. Để khắc phục cái khó khăn này, tôi đã có sáng kiến kết hợp với sự kiên trì công sức của mình để có kim, có chỉ và những mảnh rẻ chùi trong nhà cầu Xà Lim 1 dành cho cán bộ. Vì là nơi sâu kín nên đa số các cán bộ phụ nữ hay đi vào. Vì thế trong thùng giấy rẻ chùi ngoài cứt tái còn có những băng vệ sinh của các bà. Tôi không có tiếp tế nên làm sao có xà phòng. Dù cứt hay máu, chỉ tranh thủ cho vào vòi nước, vò vội, lén dắt vào cặp quần mang về buồng của mình, rửa ráy, cọ bô trong 5 phút. Vì sự sống và chết làm sao tin có ngày về. Ý niệm bẩn hay sạch đã gạt ra ngoài, để có những cái túi chui đầu vào chống mũi, túi tay, túi chân ban đêm trong 6 năm dài. Vậy hôm nay tôi làm hay không làm? Chứ tôi còn ra vẻ kiêng bẩn sạch mỗi khi cuộc sống bắt buộc phải đối diện là giả dối. Vì thế cho tới bây giờ tôi vẫn thường đùa bỡn với bạn bè. Tôi là loại người từ trong bãi rác đi ra chứ chẳng cao sang gì. Thấy anh em ngại ngần lúng túng, tôi đã dùng tay giải quyết dễ dàng, nhanh gọn, không có gì sạch bằng nước và xà phòng. Đêm hôm qua ý tưởng lấy vợ cứ vấn vít lòng của tôi mãi. Chỉ vì cuộc sống du vào hoàn cảnh cùng cực, tiền không có, bố mẹ mù lòa già yếu, thân thì bị o ép ràng bố ngày đêm, nên chẳng bao giờ tôi nghĩ tới, huống chi trong cái thế này, trước sau tôi cũng phải ra đi, dù có phải chết cũng sẽ ra đi, điều làm cho lòng tôi vơi đầy, như nước thủy triều là bố mẹ già của tôi. Bao nhiêu giằng co ngắc ngư lưỡng lự, đành rằng 20 năm trước đã bỏ cha mẹ ra đi biển biệt, nhưng khi ấy còn em trai, em gái, bố mẹ, còn trẻ. Hơn nữa trước mắt, tôi vừa làm lá đơn xin trở lại nhà tù và đã nộp, hãy chờ con đường định mệnh của mình. Ít ngày nữa rồi sẽ tính. Tối hôm qua sinh hoạt tổ của khu phố tại nhà ông Trùm Lộc. Như mọi khi sau khi tôi đọc báo Nhân Dân xong, bà con chuyện trò nghe tôi phàn nàn làm tổ ở Mảnh Trúc hơn 6 tháng mà không có một đồng lương nào, mà gạo cũng không. Họ mách tôi sao không đi xin làm mộc ở các tổ mộc phường quận khi tôi có nghề mộc khá. Ngày hôm sau tôi ra phường gặp tên Mậu để bạt ý kiến với y. Lần này y lại mềm mỏng chuyện trò với tôi. Y tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh sống của tôi. Y đã khuyến khích tôi đi tìm những cơ sở làm mộc ở quanh vùng. Tôi cũng thăm dò y xem là tôi đã sắp được chấp nhận trở lại nhà tù chưa. Y cho biết lá đơn của tôi đã lên quận rồi, được chấp nhận hay không phải hàng tuần hàng tháng. Trước mắt hãy đi tìm một công việc mà làm rồi chờ. Sau mấy ngày dò dẫm tìm tòi, tôi đã được một tổ mộc thu nhận. Tổ mộc thành công ở bên Chi Lăng Gia Định, do ông Huỳnh trên 50 tuổi làm tổ trưởng. Đặc biệt ông Huỳnh có bàn tay phải bị 3 ngón cụt, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út. Bàn tay chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhìn ông ta cầm bút như cái càng của con cua bể, đang cắp một con giun đất. Ông ta đã từng làm tổ trưởng một tổ đặc công nội thành hàng chục năm trước đây. Tổ mộc thành công thường nhận hàng gia công của các cơ quan như giường, bàn, tủ, ghế. Ông Huỳnh có một chiếc xe mobilet cũ chuyên chạy để quan hệ giao thiệp các nơi. Tổ có chừng gần 10 người thợ ở các khâu. Tôi nhận mức khoán đóng bàn làm việc nếu chịu khó năng nổ lao động thì đủ ăn. Và còn có điếu thuốc phì phèo. Tên Trung úy Mậu ở phường yêu cầu tôi phải có giấy ký nhận hàng ngày làm ở tổ mộc và cứ 7 giờ tối phải trình diện công an khu vực mỗi ngày như mọi khi. Từ đấy, tôi cứ sáng đi chiều về. Có một việc mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy lòng nở hoa. Làm việc ở tổ mộc thành công được hơn một tuần, hôm ấy tôi lĩnh lương được hơn 30 bạc. Những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được sau khi ra tù, đạp xe về nhà qua một bà hàng bán trứng vịt lộn. Để thầy mẹ tôi và tôi đều được thưởng thức, được hưởng cái đồng tiền đầu tiên này, tôi quyết định mua 3 quả trứng vịt lộn có đủ muối tiêu và rau răm. Trên đường đạp xe về nhà, tay ôm túi giấy gói 3 quả trứng còn nóng hổi, tôi có cảm tưởng như ôm niềm vui, niềm hưng phấn của thầy mẹ tôi và của tôi trộn lẫn. Chiếc xe đạp của tôi như nó cũng vui lây với tôi. Nó chạy, nó đi một cách phởn phơ như muốn nhảy cẫng lên ở ngoài đường. Khí hậu của Sài Gòn chiều tàn cũng thật mát dịu.
Lạ lùng là ngay tiếng chiếc chìa khóa mở cửa nhà, hôm nay nghe nó cũng ngọt ngào khác thường. Thầy mẹ tôi vẫn còn nằm yên trong màn, các người không biết rằng hôm nay con trai của các người đã kiếm được đồng tiền đầu tiên sau gần 20 năm bị tàn phế, bị cái vòi của con hồng tuộc, nó cuốn chặt cổ và hút máu ở tim. Cũng như mọi ngày, tôi nhẹ nhàng dọn cơm trước, chuẩn bị sẵn sàng ra bàn. Tôi khe khẽ đỡ thầy tôi dậy để chuẩn bị ăn cơm. Tôi lại vào đỡ mẹ tôi dậy. Tôi phải công nhận hình như mẹ tôi có một cái linh cảm đặc biệt. Mặt của người hôm nay thật tươi. Người hỏi tôi, hôm nay có cái gì làm con vui thế? Tôi quay lại nhìn kỹ vào hai hố mắt sâu của mẹ tôi. Cứ như mẹ tôi nhìn thấy nét vui của tôi thể hiện ra mặt. Vẫn là đôi mắt nhắm nghiền hõm sâu vào. Tôi đã định nói nhưng tôi đã kìm lại nuốt xuống. Tôi muốn để các người ăn cơm xong mới thưa cái nguồn vui đó với các người. Cơm hôm nay ngoài món mắm tôm chưng cố hữu, còn có rau muống luộc, tôi đã mua từ hôm qua. Tôi đợi thầy mẹ tôi vừa bỏ bát đũa xuống, từ lúc về tôi đã vùi gói giấy xi măng, có 3 quả trứng vào trong tro nóng, để nó duy trì cái ấm êm của thầy mẹ tôi và của tôi sắp tận hưởng. Tôi để nhẹ một tay lên vai mẹ tôi và trang trọng, thưa thầy mẹ, hôm nay con muốn thầy mẹ cùng hưởng với con cái đồng tiền đầu tiên con kiếm được sau khi ra tù. Thầy tôi vồ vập hỏi, con kiếm được ở đâu? Tôi hiểu thầy tôi không tỉnh táo hoàn toàn, nhưng tôi vẫn thưa rõ ràng. Con đi làm ở tổ mộc bên Gia Định, tuần đầu con lãnh lương. Mẹ tôi thì hiểu, nên mẹ tôi ngẩng mặt lên cười. Kỳ này mẹ tôi lại hay cười. Đó là nguồn vui chính lớn lao của tôi. Chắc tâm tư của người đã chuyển đổi tư duy, cách nhìn. Tôi nhớ đến một ý của Trần Hưng Đạo, tôi xin đổi hai chữ thiên thu, đổi cả ngàn năm tiếng mẹ cười. Tôi chạy lẹ xuống bếp lấy gói trứng lên, tôi lấy một quả lau sạch sẽ với cái thìa con đưa cho thầy tôi. Tay thầy tôi run rẩy cầm lấy, tôi biết thầy tôi sẽ tự ăn được. Phần mẹ tôi lấy một quả, tôi phải đập một đầu quả trứng rồi bóc ra đưa cho mẹ tôi húp. Mùi trứng thơm lừng, căn buồng, nước trứng nóng hôi hổi. Thầy mẹ tôi xì sụp húp. Tôi nghe cả thầy mẹ tôi đều hừ hừ khi các người nuốt cái nước thơm ngọt ấy xuống dạ dày. Phần tôi từ ngày về tù, tuy đã có mấy lần được các cô chú ấy cho ăn bồi dưỡng, nhưng người tôi vẫn thấy thiếu đói. Vì thế khi tôi phục dịch thầy mẹ tôi nghe rõ trong bụng tôi, nó đói, nó kêu ọ ọ ọ liên hồi. Nhưng tôi đã ra lệnh cho chúng hãy yên lặng phải biết điều. Tao là chủ nhân chúng bay, nhưng tao còn phải phụng dưỡng thầy mẹ tao đã, hãy nằm yên. Chúng nó đã nghe lời tôi răm rắp. Bây giờ tôi mới ra lệnh cho chúng há hết cả miệng ra và bắt đầu tôi húp, bắt đầu rót cái nước tuyệt vời xuống từng cái miệng bé xíu của chúng. Tôi nghe rõ chúng đồng loạt kêu, trời ơi, sướng, sướng quá. Biết chúng nó sướng lắm vì chính tôi là chủ của chúng cũng đang sướng rũn hết người ra đây. Cho hay trời cũng chiều người, cả 3 quả trứng vịt lộn con lớn cũng vừa vừa phải, vì thế cái nước và trứng nó cũng đã ngon hết cỡ của nó. Bây giờ bắt đầu tôi ăn, miệng tôi nhai, tai tôi nghe ở dưới bụng những tiếng rầm rập rõ ràng, hình như tất cả con tỳ con vị trong con người của tôi, chúng nó rủ nhau ra hết. Chúng nó đang nhảy múa như ngày vào hội của đình làng, vừa đánh trống vừa thổi kèn, làm rung rinh cả người tôi. Không thể để cho chúng nó vô trật tự làm loạn, tôi lại ra một cái lệnh tối khẩn. Đồng bào có nghe tôi nói rõ không? Cùng một loạt trả lời rõ, tôi nói tiếp. Đồng bào, ở trong cái bụng của tôi yêu quý, tuy trên danh nghĩa là tôi phục vụ, nhưng đồng bào ở trong bụng tôi thực sự tôi là chủ. Vậy đây là miếng trứng vịt cuối cùng, toàn dân phải tập trung, lắng nghe lệnh của tôi. Tôi bảo đi là đi, bảo đứng là đứng, bảo nằm là tất cả đều phải nằm. Khi tôi bảo sướng thì tất cả đều sướng, nó mới có tác động qua lại, cộng hưởng, để cho cái sướng bay lên chỗ cao nhất của nó. Miếng trứng vịt cuối cùng tôi vét và dốc ngược hết cả vào miệng. Trước khi nuốt, tôi liếc nhìn thầy mẹ của tôi. Thầy mẹ tôi cũng dốc ngược cả cái, cả nước vào miệng. Các người cứ ư ử rên rỉ, mặc các người. Tôi phải giải quyết với đám đồng bào của tôi đã. Lưỡi của tôi đã cứng đơ ra rồi, nhưng tôi còn kịp quát một tiếng thật to, sướng. Tai tôi nghe có tiếng sáo cao vút của thiên thai và hàng 7 tiên nữ rủ nhau nhảy múa khúc nghê thường. Thầy mẹ tôi mỗi người đều chui vào mùng của mỗi người. Tôi cũng để mặc cho đĩa bát ở đấy. Tôi lần từng bậc thang lên gác rồi cũng chui vào mùng của tôi. 5:30 chiều hôm sau tôi đạp xe về đến nhà. Từ xa tôi thấy bóng một phụ nữ thập thò trước cửa. Tôi đoán là em Xuân hay em Thu thăm thầy mẹ tôi, nhưng là chị Hai Công và thằng cháu Hoài Khanh trên Hồng Ngự xuống thăm thầy mẹ tôi.
Chị em bác cháu gặp nhau thật là mừng rỡ. Đặc biệt lần này chị hai cứ hay nhìn tôi rồi mỉm cười. Thấy chị cười thì tôi cũng cười để đáp lại, chứ tôi không hiểu hết ý nghĩa đôi mắt trìu mến và nụ cười thương yêu của chị. Thì ra ở nhà chị và mẹ tôi đã chuyện trò bàn tán nhiều về việc lấy vợ của tôi. Hai thím cháu đã quyết định chiều mai sẽ có một bữa cơm đại gia đình của chúng tôi. Ngay buổi tối đó thằng Khanh phải sang báo cho cô Thu và cô Tuất chiều mai đến ông bà. Phần tôi vì là làm khoán nên tôi đã xin ông Huỳnh về từ 3 giờ chiều. Hôm sau buổi chiều nhà tôi ồn ào đông vui như một ngày Tết. Các em các cháu chật một nhà để chuẩn bị một bữa cơm sum họp của cả gia đình. Chỉ còn thiếu thím Lý và bốn cháu nhỏ mãi trên hồng ngự. Chú Tuất làm ở xưởng Ba Son, 5 giờ chiều mới về tới. Các cô chú đã mua hẳn một con gà trống 2 kg để thịt, chứ có phải thường đâu. Phải nói từ ngày tôi về, ngoài những bữa các cô chú mời tôi đi ăn bồi dưỡng ở tiệm ăn, thì cũng chỉ 2-3 người là cùng. Tìm bạn đời. Đặc biệt từ hôm qua, mẹ tôi đã sai tôi ra đường Bắc Hải để mời mợ út cùng vào ăn cơm hôm nay. Tôi xin sơ lược về mợ út của tôi. Mợ út chỉ hơn tôi 2-3 tuổi. Mợ là vợ của cậu út, có 4 người con. Mợ là họ hàng phía bên mẹ của tôi. Khi tôi đi tù về thì cậu út đã chết từ khi nào, và mợ đã tái giá với một người khác mà chúng tôi thường gọi là chú Hiệp. Chú Hiệp và mợ út sống với 4 người con riêng của mợ út ở đường Bắc Hải. Từ ngày tôi về, thỉnh thoảng tôi vẫn ra thăm hỏi sức khỏe mợ út và chú Hiệp, các em Quang, Tuấn, Thu và Phương. Hiện nay mợ út cộng với chú Hiệp và các em đều đã ở California, Mỹ. Mợ út là người thành thị từ Hà Nội cùng di cư vào Sài Gòn năm 54. Mợ giao thiệp rộng và ăn nói dễ vừa lòng mọi người. Hôm nay mẹ tôi sai đi mời mợ, điều chính yếu là nhờ mợ mai mối tìm người cưới vợ cho tôi. Bữa cơm của đại gia đình hôm ấy mọi người đều tán đồng và ủng hộ việc tôi cưới vợ là đúng với 3 lý do. Thứ nhất là tôi đã lớn tuổi. Thứ hai, tỏ ra với chính quyền Việt Cộng, tôi an cư lạc nghiệp, chí thú làm ăn, sống với bố mẹ già. Thứ ba, có người phụng dưỡng đỡ đần cha mẹ mù lòa già yếu của tôi. Nếu như một mai tôi muôn vạn nẻo đường, trong đó có cả một nẻo về lòng đất nữa. Mợ út tên thật là Vân, rất sốt sắng, sẽ đảm nhận việc tìm kiếm một người, người đó sẽ đồng hành đi chung cuộc đời. Với tên bất tài bất hạnh này, mợ út căn dặn tôi, cuối tuần ra mợ nha. Những cháu nhỏ chưa có ý thức thì không nói làm gì, các em Thu, cô chú Tuất, chị Hai Công hưng phấn ra mặt. Từ lâu trong lòng của mỗi người tuy không thể hiện ra ngoài, rất băn khoăn thấp thỏm không yên. Cảnh bố mẹ mù lòa già yếu mà không có một ai sống bên cạnh để giúp đỡ. Những khi tối lửa tắt đèn, những ngày mưa tạnh gió hòa, lại có những ngày mưa dông sét giật thì làm sao? Riêng cuộc đời của người em, người anh lận đận may mắn sống sót từ trong cơn lốc của quê hương trở về. Tuy tuổi đã trên nửa đời, với nhiều di chứng của cơn lốc, vẫn đang bị những cái vòi của con hồng tuộc quấn chặt khắp người ngày đêm. Những chiếc vòi vô hình này đã thẩm hút cơ thể của tôi, chỉ còn da bọc xương. Chị Hai Công đã gọi riêng tôi xuống bếp, chị cầm tay tôi, nước mắt đanh tròng. Chị thương cậu lắm. 10 ngày nữa chị sẽ xuống cho tặng cậu một cây vàng, không được nói cho các cô biết. Tôi đã lên nhà chị Hồng Ngự, một căn nhà tranh vách đất nghèo nàn, vậy mà chị lại có một cây vàng để cho tôi. Tôi hiểu lúc này là năm 1981, một cây vàng không phải là nhỏ, trong cái lúc mà tình người đã bị con hồng tuộc làm cho cạn khô. Tôi đã ngồi xuống chiếc ghế con ở bếp, hai tay ôm đầu, hàng giờ để thấm nhận dần cái tình thương yêu lồng lộn của chị Công. Cuối tuần đó tôi mò ra mợ út, chú Hiệp theo lời dặn. Mợ nhìn tôi rồi nói như thật như đùa. Năm nay cháu đã 44-45 rồi, mợ nhìn cháu chỉ ngoài 30 thôi. Tôi hiểu mợ tôi muốn cho tôi một liều thuốc để yêu đời. Tôi cười và cũng nói vui lại với mợ. Mợ lại cho cháu đi trực thăng rồi. Dù vậy cháu cũng xin cảm ơn mợ. Miệng trả lời mợ út như vậy nhưng trong lòng tôi cũng có những suy nghĩ chủ quan. Tôi luôn năng động thể dục thể thao bơi lội, lại có 6 năm nằm yên một chỗ thực hành phương pháp tập, nên có phần trẻ lâu. Cụ thể đã có nhiều bạn bè nói đến từ ý nghĩ chủ quan này. Tôi đã nói thẳng với mợ nội dung. Với khả năng nhìn sâu xét kỹ của mợ về con người, cháu tin nơi mợ lắm, nhưng cháu cũng xin đưa ra những ý nghĩ của cháu về vấn đề này như sau. Thực sự cháu sẽ lập gia đình, nhưng chưa phải bây giờ. Như bữa cơm ở nhà cháu phải lấy vợ. Vậy cháu đề nghị thế này. Vấn đề tiên quyết trong cuộc hôn nhân này, cháu
Cháu bị tù 18 năm, rõ ràng không phải chuyện riêng của cá nhân cháu, mà tù trong chế độ Việt Cộng với cái tội hoạt động gián điệp thì hầu như không được tiếp xúc hay nhìn thấy ai. Vậy cô nào, đối tượng bất cứ là ai, có đồng ý trừ cho cháu những tháng năm cháu nằm trong nhà tù Cộng sản hay không? Có như thế thì cháu mới bàn đến chuyện hôn nhân. Nếu đối tượng đồng ý trừ, thì cháu năm nay mới có 20 mấy. Huống chi, tôi nửa đùa nửa thật, cháu nói vui theo lối hình dung, ông trời ban cho loài người, phụ nữ cũng như nam giới, mỗi người một sợi tơ đồng, tượng trưng cho cái thời hoa mộng của mỗi người. Một người đàn ông 44-45 tuổi ở ngoài đời, thông thường, cái dây tơ hồng của người ấy đã gãy nhiều lần, nếu không nói là gãy quá nhiều nên đã nhão ra rồi. Bây giờ có đem ra gãy thì nó kêu bùng bục rè rè. Ngược lại, cái dây tơ đồng của cháu chưa hề gãy lần nào. Vậy nếu bây giờ có điều kiện gãy thì nó phải thánh thót lanh lảnh như buổi ban đầu hoa mộng của mỗi người. Mà Út và chú Hiệp nghe tôi trình bày đều cười như nắc nẻ. Chú Hiệp còn nói đùa thêm: cậu lý luận hình dung kiểu này thì dù cho cô nào khó tính mấy rồi cũng sẽ trừ cho cậu, vì họ cũng cảm thấy như có phần đóng góp cho cái đất nước khổ đau của chúng ta không may gặp phải con hồng tuộc. Trên thế giới, bất cứ một nước nào gặp phải con hồng tuộc, gặp nhiều thì dân khổ nhiều, gặp ít thì dân khổ ít. Ngày Chủ nhật đã có hẹn với chú Hiệp mở Út. Sau khi đi lễ về, tôi phóng xe ra đường Bắc Hải. Theo mở Út, ở ngoài đầu đường Bắc Hải có cô Hoàng Thúy, 37 tuổi, hiện là giáo viên cấp 2 trường Nguyễn Quý Cáp. Bố là sếp một nhà ga xe lửa ở Nha Trang, đã chết trong chiến tranh. Hiện nay cô Thúy sống với mẹ già 65 tuổi và người em trai theo nghiệp bố, đang làm trong ngành hỏa xa của chế độ mới. Cũng theo mợ Út, nhà cô Thúy rất gia phong, nề nếp đạo đức. Cô và mẹ cô thường đi lễ nhà thờ Thánh Tâm. Mấy ngày trước, mợ Út đã nói sơ về tôi với gia đình cô Thúy. Hôm nay họ muốn tôi ra để chuyện trò, như để nhìn và ra mắt buổi ban đầu. Vì ngay ở đầu phố nên tôi và mợ đều đi bộ đến nhà cô Thúy. Ngôi nhà của cô Thúy 2 lầu, cũng khá khang trang. Bà cụ và người em trai cô Thúy chừng 30 tuổi tiếp đãi chúng tôi, tỏ ra có văn hóa lịch thiệp. Cậu Thành, em cô Thúy đã hỏi tôi rất nhiều chuyện ở trong tù. Cậu tỏ ra rất thích thú những cảnh phản gián Hà Nội theo dõi. Vì trước đây cậu đã đọc Z28 của Người Thứ Tám. Khi cô Thúy đưa nước ra mời khách, mợ Út đã kéo lại ngồi với mợ để nói chuyện. Bà cụ và cậu Thành tỏ ra một vài ý. Nếu cưới hỏi xong thì bà cụ sẽ lo cho vợ chồng vượt biên. Chúng tôi nói chuyện khoảng hơn 1 giờ thì xin phép ra về. Buổi chiều, mợ còn dẫn tôi ra đường Thoại Ngọc Hầu đến nhà cô Mai, sinh viên văn khoa năm thứ 2, năm nay cô 23 tuổi. Trên đường về nhà, mợ Út đã hỏi ý kiến tôi về cô Hoàng Thúy. Tôi cũng thưa với mợ vài nét có tính cách phiến diện, tỏ ra là một gia đình có học, có văn hóa. Họ tiếp đãi chuyện trò ân cần, không kênh kiệu khách sáo. Dù vậy, xin cứ để ít ngày nữa, vội gì. Khi tôi về nhà, thầy tôi thì không để ý, nhưng mẹ tôi như nôn nóng đợi chờ. Tôi mới bước vào nhà, mẹ tôi đã hỏi vọng ra từ trong màn: làm sao con, liệu có xong không? Nghe mẹ tôi dồn dập hỏi, tôi chỉ thấy lòng tôi như ăn mấy cục muối mặn, hình dung thương cảm cho nỗi niềm của mẹ tôi. Nếu mắt người không bị lòa thì đây là việc của người, chính người sẽ đo lường thẩm định người con dâu của người. Nhưng giờ đây chỉ ngồi một chỗ âm thầm trong bóng đêm để đợi, để nghe, để xin một sự bố thí của dòng đời cho người. Tâm tư của tôi như vậy nên tôi đã trèo lên ngồi cạnh người, tường thuật tỉ mỉ, chi tiết sự việc cho mẹ tôi. Tôi hiểu đây là một cách để nỗi ấm ức trong lòng của người vơi đi được phần nào. Buổi chiều, mợ Út không đi được xe đạp nên tôi đã phải đèo mợ ở yên sau. Hai mợ cháu mò mẫm lách dòng người đến nhà của cô Mai. Ông bố và bà mẹ cô Mai là nhà giáo. Dù là dạy các cháu ở bậc tiểu học trong xứ đạo, ông bà gốc gác ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Vì chúng tôi vào nhà bất chợt nên cô Mai đang ngồi với mấy em nhỏ ở cái bàn trong góc nhà. Ông bố tên là Thăng, khoảng trên 50 tuổi. Ông bà Thăng tỏ ra chất phác, cuộc đời của ông bà gắn bó nhiều với lũy tre, với xóm làng. Chỉ một thoáng nhìn cô Mai, nhưng cô đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đôi mắt của cô tròn và đen như hai hột nhãn lồng. Mái tóc cuối xuân đầu hè như co, như duỗi trên chiếc áo sơ mi màu nâu non của cô. Đặc biệt, trong khi tôi và bà mợ ngồi tiếp chuyện với ông bà Thăng, tôi đã nhìn thấy hai cái hột nhãn lồng ấy nhiều lần ở một cái khe cửa phía trong nhà. Ông bà Thăng hỏi rất nhiều sự việc, tại sao ra ngoài Bắc, họ hàng thân nhân quê quán,
và về bố mẹ của tôi, vân vân. Tôi cứ sự thật trình bày, cũng hơn một giờ, chúng tôi xin phép ông bà đi về. Ông bà Thăng vồn vã, như đã thân quen, lâu ngày. Bây giờ anh đã biết nhà. Khi nào có thời gian, cứ xuống chơi với các em. Trên đường về nhà, bà mợ lại hỏi như sau, buổi đến nhà cô Hoàng Thúy. Lẽ ra tôi chưa muốn nói về ý nghĩ của tôi, nhưng nghĩ đến tâm sức của bà mợ đã mấy ngày nay vất vả vì tôi dịu dàng nói chân thành với bà mợ. Mợ hỏi, cháu thấy khó nói, khó diễn tả, xin nói để dễ hiểu như thế này. Cháu có thiện cảm với cô Mai hơn là cô Thúy. Mợ út nói, còn hai đám nữa ở xứ Đắc Lộ và bên đường Hoàng Văn Thụ. Một người hẹn chiều thứ bảy tới, nhưng một người ở đường Hoàng Văn Thụ thì ngay 8 giờ tối thứ ba này. Tôi không nghĩ mợ út lại quen biết nhiều đến thế. Đã nhờ mợ thì cứ phải đi theo mợ, và cũng là đi theo sự may rủi. Truy cho cùng của sự may rủi là định mệnh của đời mình rồi còn gì, vì cuộc đời kỳ diệu, khôn lường. Từ ngày trở về miền Nam, quá nhiều sự việc dồn dập, nhưng chính vì ngày đêm công an không cho tôi thở nữa, nên rất nhiều sự việc tôi không còn tâm hồn nào mà nghĩ tới. Thời gian này do những thúc bách như đã trình bày, nên tôi đi tìm vợ. Một hôm chợt từ trong hố sâu của dĩ vãng, váng vất nổi lên hình bóng một người của trước năm 1962, đó là cô Thu Nga, con của một người bạn thân của mẹ tôi ở khu Bàn Cờ. Mạ dạo ấy, mẹ tôi đã tâm niệm Thu Nga sẽ là con dâu hiền của bà cụ. Phải nói nếu không vì ngày ấy lòng tôi quá nhiều sôi nổi với quê hương dân tộc, cộng với cái chí khí ngang dọc vẫy vùng của người con trai còn đỏ thắm, nên tôi đã gạt hết, gạt cả những hình bóng diễm kiều của giai nhân sang một bên, để tôi bay theo gió, theo mây, để rồi đã rụng vào mồm của con hồng tuộc. Tối hôm nay ngoài chuyện phải trình bày tường thuật tỉ mỉ sự việc đến nhà cô Mai, dứt khoát không thể quên hai hột nhãn lồng. Tôi sẽ hỏi mẹ tôi về cô Thu Nga ngày ấy bây giờ ra sao. Tất nhiên sẽ cũng có những cô TTKH mà tôi không thích gọi là bà. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có còn thương đến loài hoa vỡ, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Thưa cô Thu Nga, thương thì vẫn thương, nhớ thì vẫn nhớ. Nhưng tôi không buồn vì là tôi tự nguyện và chính lòng tôi muốn hỏi cô. Nếu biết rằng tôi đã ở tù, trời ơi người ấy có buồn không? Có còn thương nhớ người năm cũ, vùng vẫy bên trong miệng tuộc hồng. Ngày thứ ba, tôi lại đèo mợ út sang bên khu lăng cha cả đường Hoàng Văn Thụ. Cô này có một cái tên rất là lai láng, dập dờn, Thủy Trang. Bố cô là một thiếu tá trong binh chủng Thiên Thần Mũ Đỏ, hiện ở trại tù Hà Nam Ninh, chưa biết ngày về. Ông có hai trai hai gái, cô Thủy Trang là thứ nhì, 26 tuổi, người em út cũng là gái 20 tuổi rồi. Người anh trai cả hơn 30 tuổi đã có gia đình và một con nhỏ. Người anh trai này tên là Dương, đang là sinh viên sĩ quan của Thủ Đức được 3 tháng, thì đứt phim nên không phải đi tù. Bà mẹ của cô Trang đã gần 60 tuổi. Năm 1980, cả hai mẹ con đã mò mẫm ra trại Nam Hà để thăm nuôi chồng và cha. Qua mợ út tôi còn được biết, hai chị em cô Thủy Trang đã đi vượt biên 2 lần rồi nhưng không thoát. Có lần bị bắt giam hơn 4 tháng phải đút vàng mới được về. Tóm lại là một gia đình của phe ta, cái phe đã không đứng bằng chính đôi chân của mình, mà hay đứng dựa, đứng vịn vào người khác nên đã chiến bại. Và nó mới đẻ ra những nông nỗi nhiều sau này cho nhiều người cùng phe. Bà mẹ và anh chàng Dương cũng tiếp đãi chúng tôi nồng hậu. Anh Dương và bà cụ tỏ ra tương đối hiểu biết về những thủ đoạn gian ác lật lọng của Việt Cộng. Tôi hơi ngạc nhiên, sau tôi mới hiểu. Gia đình gốc ở xã Lưu Phương Phát Diệm, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Phát Diệm, khu tự trị đã một thời làm cho Hồ Chí Minh điên đầu. Bà cụ và anh Dương có nhã ý mời chúng tôi ăn bữa cơm gia đình buổi chiều tối. Vì đối với mợ út thì có thân quen. Phần vì 7 giờ tôi phải trình diện, phần khác tôi còn định ra phường xin quân dấu để sáng mai lên quận xin gia hạn 3 tháng tạm trú ở nhà bố mẹ. Tôi đã nói riêng với mợ út, rồi tôi đưa luôn lý do trên để từ chối bữa ăn. Lúc này tôi thấy bà cụ hướng lên gác gọi to, Trang, có chùm trái vải của chú Trung ở dưới vườn cho hôm qua, con đưa xuống đây để mời bà Vân và anh Bình ăn vải đầu mùa. Tôi nghe tiếng dạ êm và ngọt, như mùi trái lạc tiên. Ngày còn bé tôi và chị Hai Công hay ra vườn dâu để lục lọi tìm kiếm, rồi thoáng bóng một đôi chân mềm mại đi xuống gác. Gặp mắt tôi, cô hơi cúi đầu như chào, đôi bàn tay rụt rè bày những chùm vải ra, một cái đĩa trên bàn. Nhìn đôi bàn tay tôi có ý nghĩ đôi bàn tay này chắc cũng đã làm phiền những giấc ngủ của những anh chàng nào gặp chúng lúc ban ngày,
nhưng cái đầu và mặt của cô hơi một chút khuyết điểm, sống mũi của cô hơi gãy lõm vào như hình chữ V doãn, cái cằm của cô hơi ngắn, thành ra nếu nhìn thoáng tưởng rằng cô móm. Bộ mặt của người anh lại tương đối hoàn chỉnh, con trai đâu cần bộ mặt bằng con gái, thế mà ông trời cũng thường hay lắc léo chéo cả ngỗng. Có thể cô Thùy Trang cũng được bù trừ, giọng nói của cô nhiều lúc nghe như tiếng khánh, tiếng ngọc chạm nhau. Lý luận của cô cũng rất mạch lạc, vững chắc, dễ thuyết phục người nghe. Khi chúng tôi chào bắt tay từ giã ra về, anh Dương và chính cô Thùy Trang đã thỏ thẻ ngập ngừng. Có dịp mời bà và anh ghé sang chơi, em rất thích nghe chuyện tù của anh Bình. Tôi chỉ biết cảm ơn toàn bộ gia đình đã niềm nở đón tiếp như người quen, lại được thưởng thức những trái vải đầu mùa, thật là may mắn. Trên đường về tôi có nhận xét với mợ Út, gia đình này tuy ở Phát Diệm nhưng cháu thấy có vẻ hơi đài cát. Còn cô Thùy Trang, có thể cô phải va chạm cuộc sống nhiều nên tỏa ra khá sắc sảo, tinh nhanh. Tôi vẫn tin vào sự kỳ diệu của đời, có những cái đúng bây giờ nhưng sau này lại không còn đúng nữa hay ngược lại. Chính vì vậy tôi thường nghe nhiều ở cửa miệng của người già là vợ chồng là duyên số, để rồi tôi sẽ cảm nghiệm trong những ngày tới. Mợ Út và tôi thấy đã đi đến ba đám xem ý tôi vẫn con cá vàng bơi lội trong hồ, nên cái côn ghe lúc đầu đã hạ dần xuống. Nghe mợ Út còn nói thứ bảy này đến một khu nhà ở khu Đắc Lộ gần hồ bơi Cộng Hòa, cô này tên là Hương. Mợ lại khen ca ngợi là một cô gái được nết, lại được người rất đảm đang. Đã có mấy lần đi buôn hàng chuyến cà phê đường Ban Mê Thuột với mợ Út, thì tôi cứ đến gặp cô Hương đó đã, vội gì. Chiều hôm qua một việc làm cho tôi bần thần thấp thỏm, có lúc tự trách nhưng có lúc lại thôi. Đi làm về khi tôi mệt nhọc đạp xe đạp về đến ngang cổng khu Tân Chí Linh, rõ ràng từ xa qua dáng dấp là cô Mai đang đi gần lại vì ngược chiều nhau. Đúng rồi, hai cái hột nhãn lồng nhưng cô không nhìn thấy tôi. Sắp ngang qua tôi thì cái mũ màu gạch non trên đầu của cô bị gió hất tung xuống đường. Tôi đã đạp xe qua hàng chục mét, tôi ngừng xe ngoái lại, chiếc mũ bay xuống mé đường. Cô Mai cũng đã ngừng, dắt xe trở lại để lấy cái mũ. Tại sao tôi lại lưỡng lự không nhặt cái mũ cho cô Mai? Phải chăng khi ấy tôi chưa phân định kịp giữa lịch sự lịch thiệp với nịnh để làm vừa lòng một đối tượng? Nếu ở cái sau tôi cứ thấy thấp thoáng có chữ hèn nên tôi đã ngần ngại nhặt chiếc mũ cho cô Mai chăng? Rồi cũng đến ngày thứ bảy buổi sáng đó, tôi lại phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Chưa về cơm nước tắm rửa gần 3 giờ, tôi đã xách xe ra mợ Út. Vì mợ dặn trước, lần này không hiểu sao mợ lại căn dặn tôi nhiều việc, như là cô Hương này rất quý trọng mợ Út nên mợ cũng thương quý cô Hương. Hôm nay có cả người anh rể cô Hương cũng đến để tiếp và cũng muốn xem cái anh chàng đồng hao của mình thế nào. Mợ vẫn nói cái mặt và dáng dấp của cháu nhiều lắm là 35 tuổi. Vậy cháu nhớ khi nói chuyện với gia đình cô Hương, cháu đừng nói là đi tù 18 năm mà nói đi tù 10 năm thôi. Chứ họ không tin, chả lẽ tù chính trị ra Bắc mới có 16-17 tuổi thì ai mà tin được. Tôi suy đoán chắc mợ Út đã giới thiệu tôi 35 tuổi. Hẹn 7 giờ rưỡi tới nhà cô Hương, vì 7 giờ tôi đem sổ cho cô Ngọc Anh ký, nên tôi đạp xe ra chở mợ Út để đi luôn. Trời đã chập choạng, chim đã bay về tổ, khách lữ hành cũng ráo cẳng, chúng tôi loay hoay tìm số nhà một lúc. Một trong những căn nhà mới xây cùng một kiểu cho công nhân viên chức mua của chế độ cũ. Trong sân dưới tàng cây trứng cá đã có hai chiếc xe Honda. Một thanh niên chừng 26-27 mặc sơ mi trắng quần đen bỏ trong thùng. Anh ta tự giới thiệu khi bắt tay là anh rể của cô Hương. Đến đây để đón tiếp và chuyện trò với tôi. Anh ta kéo tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế ở góc sân. Anh đưa bao thuốc lá sơ mít đầu lọc ra mời tôi. Tôi hiểu giai đoạn ấy thuốc lá đầu lọc là loại sang ăn chơi, trong khi bà mợ vào trong nhà tỏ ra đã quen biết nhiều với gia chủ. Những câu chuyện xã giao trao đổi với anh chàng rể, anh làm cho tôi hơi ngại ngần trong cách xưng hô. Thôi thì cứ anh tôi, dưới ánh điện từ trong nhà chiếu ra mập mờ sáng tối. Chẳng thể nhìn được nét nghẹn ngùng trên nét mặt của tôi. Đến khi vào trong nhà đã chuẩn bị xong, mợ Út thò mặt ra gọi niềm nở. Vào trong này cháu. Trong phòng khách đèn sáng choang, một ông chừng 46-47 mặc bộ pyjama đã sờn cổ, qua cách tiếp đón bắt tay chứng tỏ là chủ nhân của ngôi nhà. Ngay lúc này tôi đã mất hết tự nhiên. Đàng rằng tôi gọi người đó là ông, nhưng tôi lúng túng không biết xưng cháu hay xưng con, chả lẽ xưng tôi khi định đến hỏi vợ là con gái của người ta. Vì vậy trong khi chuyện trò tôi toàn là dùng những câu không có chủ từ, ví dụ như khi ông ta hỏi, anh đã ra tù được từ bao giờ? Dạ thưa ông, được gần 7 tháng rồi ạ. Ông bà cụ của anh có khỏe không? Dạ cảm ơn Chúa, bố mẹ khỏe ạ. Nói chung bao nhiêu cái chủ động tháo vát mọi khi của tôi hôm nay
chúng bỏ nhà đi chơi sạch. Mặt của tôi cứ nóng lên, nhất là khi một bà từ trong nhà đi ra tươi cười cầm tay mợ tôi. Trông bà chỉ trạc tuổi của tôi, 44-45 tuổi. Khi được ông giới thiệu đây là nhà tôi cũng đứng dậy hơi cúi đầu miệng lý nhí. Xin chào bà ạ. Tôi và mợ út ngồi một ghế sofa, ông bà đó ngồi một sofa đối diện. Một cái bàn kính thấp hình chữ nhật dài ở giữa. Mặt nhìn mặt rõ mồn một, ông bà ta cứ chằm chằm nhìn thẳng mặt tôi. Ngược lại tôi chưa dám nhìn xem bộ mặt của ông bà ta ra sao. Mặt tôi cứ nóng lên phừng phừng. Lợi dụng lúc ông bà quay đi, tôi bấm lưng mợ út, nói nhỏ như cầu cứu, về thôi mợ ơi. Mợ coi như không nghe thấy lời cầu cứu của tôi, mợ vẫn say sưa bàn tán và câu chuyện với bà đó. Ông bà hỏi tôi rất nhiều chuyện từ khi còn đi học ở trong Nam, cho tới khi ra Bắc và lại đi tù tất nhiên là 10 năm, cảnh bố mẹ anh chị em vân vân, toàn tôi bị động trả lời ngập ngọc, nhất là khi biết bà ấy còn kém tôi một tuổi. Trước bốn con mắt của ông bà ngồi đối diện, người tôi như ngồi trên nồi rang. Mục đích là đến hỏi con gái của người ta mà lại xưng tôi, thì làm sao ổn, xưng cháu hay con thì cái miệng của tôi không thể thốt ra lời. Tay tôi cầm chén nước trà từ lúc đầu để che lấp những lúc mất tự nhiên. Tôi lại đưa chén nước lên miệng nhấp, nước đã hết từ lâu, cái chén đã nóng lên do nhiệt ở tay tôi truyền vào, mà tôi vẫn chưa dám bỏ chén nước xuống bàn. Cho tới khi bà ấy quay vào trong, nhà gọi rất trìu mến, Hương ơi, đưa nước thêm ra đây con. Tôi nghe tiếng dạ êm như gió mộng trong nắng xuân. Từ trong bếp vọng ra, tôi biết cô Hương đối tượng của tôi sắp ra. Tôi cũng còn biết bốn con mắt như tia đèn bấm đang chòng chọc quan sát mặt tôi. Khi con gái của họ ra trình làng, tôi đã được biết cô Hương năm nay 18 tuổi. Tôi chỉ thoáng bóng dáng một giai nhân có bộ tóc dài óng ả, xuống dưới quá mông. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa biết mặt mũi của cô ta ra sao. Tôi có dám nhìn lên mặt của cô ấy đâu. Tôi chỉ được nhìn đôi bàn tay của cô khi cô nhẹ nhàng rót thêm nước vào các chén, và tôi lại được liếc nhìn suối tóc mơ một lần nữa khi cô quay vào nhà trong. Cho tới khi tiễn chúng tôi ra cửa, ông bà còn vồn vã căn dặn, bất cứ khi nào có thời gian anh lại đi chơi với các em chuyện trò như trong nhà gia đình nhé. Cho tới khi ra tới sân, ra cổng bắt tay với người anh rể hờ một giờ, lòng tôi còn xốn xang xúc động. Từ hôm đó có ý định cưới vợ, đây là lần thứ tư. Đối tượng nhiều tuổi nhất là cô Hoàng Thúy 37 tuổi, đối tượng ít nhất là cô Hương suối tóc mơ 18 tuổi. Tôi một người con trai đã 44-45 tuổi đời bị dòng đời đẩy xô vào trận cuồng lưu, đến nay là một người tù, bị quản chế chặt chẽ ngày đêm, bố mẹ thì mù lòa già yếu, cơm gạo thì bữa đói bữa no, không những tay trắng mà còn là những bàn tay nhơ bẩn, có quá nhiều vết đen trong chế độ cũ. Ai cũng nhìn thấy vì sao cả bốn đám đều nồng nhiệt đón nhận, do tôi đẹp trai, do tôi ăn nói hay tán hưu tán bượn giỏi. Dù một em bé mới lớn mới hiểu biết cuộc đời cũng thấy là hoàn toàn không phải. Về phương diện này có khi còn ngược lại, như vậy thì sao? Đặt câu hỏi thì ai cũng thấy nguyên nhân sáng tỏ như ban ngày. Nó ẩn tàng, nó cuốn chặt, nó luồn lõi vào bên trong sự việc. Tôi đi tìm vợ được người ta chấp nhận là ý thức và tinh thần hoài ngô hay hoài quốc gia của người dân. Tôi hiểu. Muốn trong lòng người dân có cái tinh thần hoài này, phải mất nhiều xương máu công sức của các bậc cha anh, xương máu của nhiều người đã nằm xuống, khối óc và bàn tay của nhiều người, nhiều thế hệ để được lòng dân hoài này. Chế độ Việt Cộng hiện nay càng hà khắc, độc tài, chà đạp tự do dân chủ, thì lòng dân càng hoài quốc gia. Cũng như cụ Nguyễn Du, cụ Nguyễn Khuyến, bà Huyện Thanh Quan v.v. thậm chí đã làm công chức, làm quan cho triều Nguyễn mà tâm hồn vẫn còn hoài nhà Lê. Tôi xin cúi đầu cảm tạ công ơn của quý vị đã đóng góp cho quốc gia để tôi được hưởng thành quả ngày hôm nay. Trong những câu chuyện trao đổi ở nhà các cô, dù có nói về gia cảnh, về chuyện làm ăn, là những phương diện tôi không bằng ai, nhưng phải nhận rằng thân nhân của các cô, có thể ở cả các cô nữa, đều ít nhiều ấp ủ trong tâm tư lý tưởng quốc gia. Sáng ngày Chủ nhật tôi lại phóng xe sang nhà vợ chồng Lợi. Tôi tường thuật sơ lược chuyện tôi đi hỏi vợ cho vợ chồng nó nghe. Vợ chồng Lợi thích nhất là cái cảnh tôi ngậm hột thị ở nhà cô Hương 18 tuổi ở Đắc Lộ. Thằng Lợi vừa cười vừa nói, tao cứ hình dung cái mặt của mày lấm lét, đéo dám nhìn mặt cô em, mày càng khổ thì ông càng sướng. Buổi trưa tôi đạp xe về qua Hàng Xanh, đã nhiều lần lên nhà Lợi trở về, cứ đi qua ngã ba Hàng Xanh là tôi dẫn xe đạp lần mò đến trước cái tháp. Người bán hàng đã xếp chồng những bia lon thành một cái tháp hình tam giác. Tôi ngẩn ngơ hàng chục phút ngắm nghía những lon bia Heineken, những lon Coca-Cola, Busways của ngoại quốc. Đời tôi từ Nam chí Bắc chỉ mới được thưởng thức bia hơi, bây giờ đi tù về lại có cái loại bia lon của Mỹ, của Nhật, của Hòa Lan.
Như vậy không biết bên trong mùi vị nó như thế nào, có khác với bia hơi không? Chỉ vì khả năng trong túi không có đủ tiền, nên nhiều lần chỉ được đứng ngắm nhìn tưởng tượng, rồi dẫn xe đi đầu còn ngoảnh lại nhìn cái tháp bia lon như một loại hàng xa xỉ không phải của mình. Nhưng hôm nay tôi long trọng xin báo cho cái tháp tam giác ấy rõ, tôi đã có chủ trương từ mấy ngày hôm trước rồi. Chị Hai Công khi trở về Hồng Ngự đã đút vào túi của tôi 50 đồng. Các bạn vừa nghe xong phần 66, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 67.